Số F0 cộng đồng ở Hà Nội cao nhất từ trước đến nay Tối ngày 12 tháng 12, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 895 ca dương tính SARS-CoV-2 mới Trong đó 357 ca cộng đồng cao nhất từ trước đến nay Trong số các trường hợp mắc mới có 357 ca cộng đồng, 472 ca trong khu cách ly và 66 ca trong khu phong tỏa Số ca mắc mới phân bố tại 237 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, Hoàng Mai, 160 Đóng đa 102, Thanh Xuân 61, Gia Lâm 59, Bắc Từ Liêm 57, Thường Tính 50, Tây Hồ 47, Đông Anh 44, Sóc Sơn 34, Hoàng Kiếm 30, Hai Bà Trưng 29, Hà Đông 24, Hoài Đức 23, Phú Xuyên 21, Thanh Oai 18, Thạch Thất, Chương Mỹ 17, Ba Vì 13, Sơn Tây 12, Ba Đình, Mê Linh, Nam Từ Liêm 11, Quốc Oai Long Biên 10, Đan Phượng 7, Phúc Thọ, Cầu Giấy 5, Mỹ Đức 4, Thanh Trì 2, Ứng Hòa 1. Cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4, từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 18.448 ca. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội hôm mùng 9 tháng 12 dự báo có thể thành phố sẽ ghi nhận tới 1.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày trong thời gian tới. Dịch diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ rất cao tại tất cả các quận huyện, có thể xuất hiện biến thể Omicron. Tính đến hết ngày 11 tháng 12, Hà Nội thực hiện tiêm hơn 12,4 triệu mũi vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Với đối tượng từ 18 tuổi trở lên, có hơn 6,17 triệu người đã tiêm mũi 1, đạt gần 95% dân số trên 18 tuổi và 71,2% tổng dân số. Hơn 5,6 triệu người tiêm đủ 2 mũi, đạt gần 86% dân số trên 18 tuổi và 64,4% tổng dân số. riêng người từ 50 tuổi trở lên, hơn 84% người tiêm đủ 2 mũi. Với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, Hà Nội đã tiêm được gần 638.000 mũi, đạt tỷ lệ hơn 92% tổng số trẻ trong lứa tuổi này. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.